Mình sẽ dẫn các bạn đi vào căn bếp nha. Sáng nay mình sẽ làm món mì nướng. Đây, đầu tiên bắt xào lên. Đó, và chúng ta bật ga lên. Và bắt đầu chúng ta nướng mì nhá. Đó, chờ một xì cho xào nóng. Sau đó thì chúng ta bỏ mì vào. Đây, chúng ta bỏ bánh mì vào. Và chờ một xí nhá. Đó, tầm khoảng 15 giây đi. Chờ một xíu là nó sẽ nóng bánh mì mặt dưới. Đó. Chúng ta sẽ chạm vào thế này và cảm nhận được dưới nóng hay chưa này. Đó. Sau đó thì chúng ta lật lên. Đó, nó đã vàng thế này rồi. Là bánh mì đã nóng rồi đấy. Đó. Rồi, sau đó chúng ta để ở đây và chúng ta sẽ tiếp miếng thứ hai nhé. Đây, miếng thứ hai cũng vậy. Chúng ta cứ nướng như thế này. Khi sơ vào là cẩn thận nhé, nếu chảo là nó nóng nhá, nên là mọi người cẩn thận, nó không kịp phòng ấy nhá. Đó. Miếng bánh mì cứ lật qua lật lại thế này. Và khi nào nó vàng thì mình sẽ đưa nó ra dĩa. Đây. Chúng ta nén nó xuống cho nó đều để tại có một số nơi nó bị. Đó, đây miếng bánh mì đã vàng rồi này. Đó. Chúng ta tiếp tục nướng miếng thứ ba nhé. Đó. Miếng thứ ba chúng ta cùng vậy, chúng ta cùng nén nén thế này cho nó vàng. Đó, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Đây, và thành phẩm của chúng ta đây. Đó.